Vô đây nè mát rồi con. Đi lại lại đằng kia coi cái cô kia ra. Cái chú đó đang vẽ kìa. Sao con người giống bồ câu quá vậy? Đi tìm bồ câu coi. À, ông họa sĩ nè, ông đang họa sĩ nè. Rồi có ai ở nhà không? Có nhưng mà câu ống gì? Mấy chú có biết câu không? Câu nhà tôi hết bao nhiêu tiền mới gửi chú bây giờ kiếm ai câu? Chú biết câu không? À, biết là nát. Ông họa sĩ ông đang vẽ chân dung của anh đó. Có ai ở nhà không? Ở nhà chờ tất cả người ta làm không? Đến hai đi, đến đến hai ra giờ con muốn đi đâu chơi, con muốn đi đâu, con phải đề xuất đi, con muốn đi đâu con nói đi, muốn đi đâu nói đi, nói và dẫn đi. Đi nguyên một vòng phố chứ mới đi luôn. Nguyên vòng luôn hả? Nguyên vòng là hết một ngày á. Đi nguyên một vòng là hết một ngày luôn á. Đi từ Hóc Môn, Củ Chi. Từ Củ Chi mà qua tới Cần Giờ là hết một ngày luôn á. Không đủ thời gian đi. Mà con không có tới đây chơi nữa đâu. Rồi đợi anh hai đi, đợi anh hai lựa sách xong rồi ra chơi. Thấy chưa? Vô nhà thờ Đức Bà chơi ha. Đi vô trong bưu điện chơi ha. Thank you.
Giờ con muốn đi chỗ mới chơi quá. Đi chỗ nào đi con nói đi. Đi chỗ nào? Cái đồn để mình ngồi á, để mình để đồ, để ngồi. Tụi bây chọn đi đâu vậy ba? Tại con muốn, con nhớ rồi. Muốn đi đâu, chỗ nào? Ba thấy chỗ nào còn chưa đi. Chỗ nào chưa đi nói đi. Con không biết. Chỗ nào từ hồi nhỏ đến giờ con chưa đi á. Từ nhỏ giờ chưa đi hả? Mà gần hay là xa đây? Gần đây hay là xa? Xa. Xa hả? Chơi. Chơi ba mệt chơi. Chỗ nào đâu? Nói thử. Bình Tân. Bình Tân à? Nam ơi, đi con. Về. Dạ ơi, giờ ba tính đi đi chỗ nào không được hả? Quyết định đi. Về. Chỗ nào? Đài truyền hình. Đài truyền hình đấy. Đài truyền hình này, giờ nào có chương trình mới vô được. Khi nào có chương trình á? Chương trình mình mới vô mình coi. Có chương trình. Chào bé yêu đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ê bỏ anh hai. Anh hai mê sách lắm, anh hai coi sách suốt. Vậy. Vậy. Nói gì nó lớn lên đi. Ấy nhột. Nhột. Đứng nhột. Để phải đây. Rút tay làm gì? Nói chuyện. Nói. Mấy rửa tay. Thôi rửa tay nhột quá. Nhột quá. Vậy. Không có nghe được. Không nghe, không nghe. Ừ, điếc tai mà luôn á. Điếc tai mà luôn. Bây giờ mới đây. À. Ở đây. Ấy bây giờ. Cho thú không? Gọi cho thú không? Rồi. Rồi, gửi anh hai đi, nó anh hai ơi. Anh hai ơi, đi chơi, chứ ơi, đang hoài. Được, bao nhiêu tiền? Dạ, 35. Mua đi. Anh hai, nè. Lấy tiền nè. Bây giờ có ba người nào bán thú kìa ba. Con biết rất rõ cách xài tiền của ba luôn. Không, mình lấy cái gì tặng mình trả tiền. Môn đâu rồi con? Anh Tân ơi. Mẹ, anh Tân đâu rồi? Thank you.
Đi nè tụi con ơi. Mẹ còn giữ cái hóa đơn nãy không? Ông to qua đây em chỉ cứu này cha. Hóa đơn này đâu con đâu. Đi sở thú chơi. Rồi. Em nó đề xuất đi sở thú chơi. Đi vô trong đi kia coi thú luôn. Tới đó thì tính. Nếu mà vô trong nó con thú thì nhớ là thầy không qua cô cho con ba cái bài cho con thi. À. Giờ con làm cái tả một con thú trong vườn nuôi trong vườn thú rồi. Gì hả? Thôi có thú đi. Có cái bài đó hả? Cái đề bài đó là lúc nào? Dạ, ở trong buổi sáu nhân giờ á. À vậy hả? Ông chưa có cái phiếu để ở trên tay. Thôi mình đi sở thú chơi đi. Ừ. Sẵn cho anh này tả thú rồi. À. Ý cái năng này còn chưa sở thú mà. Vậy đó, sẵn gặp anh chơi. Ừ. Cảm ơn mình sở thú với đồng không? Chắc hồng nữa. Cái này nóng lắm luôn á. Ừ. Sở thú rồi ngay. Ba.